Khi nghe danh xưng Huế, chúng ta thường nghĩ ngay đến cầu Trường Tiền, sông Hương, núi Ngự, chùa Thiên Mụ, tà áo dài màu tím tha thướt, yêu kiều, hình ảnh cố đô uy nghiêm, lộng lẫy, vàng son một thuở cùng những lăng tẩm trầm mặc, im lìm dưới vô vàn tán lá xanh mát, ngọt ngào, tạo nên một quần thể đầy ký ức, hoài niệm về một trong những triều đại hoàng kim đã qua. Bức tranh được Việt Art View giới thiệu lần này có tiêu đề Mùa sen ở Khiêm Lăng, chất liệu sơn dầu, kích thước 58x100cm, do họa sĩ Văn Bình sáng tác năm 1971. Họa sĩ Văn Bình, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1917 tại Phú Xuyên, Hà Tây cũ. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa 12 năm 1938-1943 cùng với Đặng Quốc Hùng, Nguyễn Văn Tiếp, Phạm Xuân Thi. Khóa có 8 học viên nhưng chỉ có 3 người học hết 5 năm và đỗ tốt nghiệp là Nguyễn Văn Bình, Tô Văn San và Nguyễn Văn An. Nhắc đến Văn Bình, người am hiểu hội họa nhớ ngay đến những bức tranh sơn mài mang đậm dấu ấn, ngôn ngữ tạo hình của ông. Huyện Phú Xuyên, quê hương ông có làng nghề khảm trai chuyên Mỹ, làng nghề sơn mài hạ Thái, tuổi đời mấy trăm năm. Có lẽ chăng vì thế, kỹ thuật sơn ta cổ truyền được ông học hỏi một cách bài bản và kỹ lưỡng, nên tranh sơn mài của Văn Bình được yêu mến và sưu tập nhiều. Văn Bình là họa sĩ hiện thực, thứ hiện thực chân thực của nhân sinh quan xung quanh mình. Ông sáng tác nhiều tranh sơn mài khổ lớn. Một số bức của ông hiện trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam như bản Nậm Nà, Bác Hồ trong thời kỳ chống Mỹ, Gặt. Ngoài ra những bức như Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đền Hùng, Phong cảnh Cao Bằng và nhiều bức sơn mài đẹp khác nhận được những ấn tượng đầy thiện cảm từ người yêu nghệ thuật. Ngoài sơn mài, ông cũng sáng tác nhiều trên các chất liệu như sơn dầu, lụa, giấy. Những bức lụa nhỏ xinh của ông về vịnh Hạ Long, phong cảnh miền núi, nghiên cứu hình họa đều mang một kỹ thuật cổ điển, căn bản vững vàng. Họa sĩ Văn Bình là một trong những họa sĩ có sức sáng tạo liên tục, bền bỉ, đa dạng. Gia tài sáng tác của ông có lẽ đến con số ngàn cho tất cả các chất liệu. Nhưng với chất liệu sơn dầu, con số chỉ dừng lại ở mức vài chục. Tranh sơn dầu khổ lớn thì lại càng hiếm. Bức tranh Phong cảnh Đền Hùng kích thước 75x100cm có lẽ là một trong những tranh sơn dầu lớn nhất của ông tới nay. Bức Mùa sen ở Khiêm Lăng nằm trong số ít các tranh sơn dầu khổ lớn hiếm hoi của ông. Tranh có kích thước 58x100cm. Trên mặt tranh không đề năm sáng tác, nhưng trong giấy xác nhận từ gia đình họa sĩ đề rõ năm sáng tác 1971. Ngoài ra, ông cũng có một bức tranh phác thảo bằng bột màu. Trong sách Hội họa Việt Nam một diện mạo khác của nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng có viết, sau cách mạng tháng 8 thành công, Nguyễn Văn Bình công tác tại nhà thông tin Tràng Tiền, rồi đi theo kháng chiến làm báo cứu quốc, khu 4 năm 1947-1950, rồi làm ở xưởng họa liên khu 4. Như vậy, bức tranh bột màu mô tả cảnh mùa sen ở Khiêm Lăng có thể được ông vẽ theo lối trực họa vào những năm 1947-1950 khi đang công tác ở liên khu 4. Sau đó, trên cơ sở bức trực họa, năm 1971, ông đã sáng tác bức sơn dầu Mùa sen ở Khiêm Lăng.
tranh mô tả cảnh hồ Lưu Khiêm, vị trí nhìn đối diện với hai nhà nghỉ mát Sung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ. Trên cao, phía xa là Khiêm Cung Môn. Sinh thời, lúc còn sống, vua Tự Đức thường đến ngắm hoa sen, làm thơ, đọc sách. Vua Tự Đức sinh năm 1829, mất năm 1883, vị vua thứ tư của triều Nguyễn. Lúc sinh thời mang tâm hồn nghệ sĩ, nên ngay từ khi mới 19 tuổi, đã tự xây dựng lăng mộ cho mình theo phong cách lãng mạn, nên thơ. Tổng thể lăng tọa lạc trong một thung lũng hẹp thuộc làng Dương Xuân Thượng, tổng cư Tránh Cũ, nay là thôn Thượng Ba, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Lăng được khởi công từ năm 1866 đến năm 1873 mới hoàn thành. 10 năm sau, vua Tự Đức mới mất, thọ 54 tuổi, ngồi trên ngai vua 35 năm, 287 ngày. Vị vua trị vì lâu nhất của nhà Nguyễn, lăng Tự Đức và Thiệu Trị được đánh giá là kiến trúc đẹp, thơ mộng, hài hòa với cảnh quan xung quanh nhất. Việc xây dựng lăng tốn nhiều mồ hôi xương máu của nhân dân, nên từ cái tên ban đầu Vạn Niên Cơ, khi hoàn thành, vua Tự Đức phải đổi tên thành Khiêm Cung Môn, Khiêm trong Khiêm Tốn, đến lúc vua mất, đổi thành Khiêm Lăng. Việt Art View đã đặt tiêu đề Mùa Sen ở Khiêm Lăng, dựa vào mô tả chi tiết bằng ngôn ngữ, hình ảnh, màu sắc trong tranh, có thể thấy rõ đây là mùa hè, sen nở khắp mặt hồ. Khi ngắm nhìn bức tranh, có thể người xem sẽ muốn đến thăm Khiêm Lăng, ngồi trong Sung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ, ngắm hồ sen trăm đóa, đưa tâm trí quay về lịch sử khi cách đây 150 năm. Tại nơi này, nhà vua cũng đã ngồi đây thưởng ngoạn cảnh đẹp, tao nhã, hòa mình với thiên nhiên. Họa sĩ Văn Bình có phong cách đặc trưng điển hình ở ngôn ngữ tạo hình cây lá, mô tả người dân tộc đầu thường ngắn, trán ngang, các đường viền công tua được đi bút nét to, thậm chí như mảng, thường bằng vàng say mịn. Đặc biệt tạo hình các bụi, khóm chuối thường được ông đặt ngay tiền cảnh bố cục, sau đó mới là lớp lang các chi tiết. Tạo hình liên quan đến chuối như khóm chuối, lá chuối, thân cây chuối của Văn Bình là khác biệt, khó nhầm lẫn với họa sĩ khác. Chính vì vậy, trong giới chuyên nghề có câu thọ tre, bình chuối, cách gọi thân mến, nể phục khi bàn về sở trường của hai ông. Hoặc nếu để ý sẽ thấy, Văn Bình thường dùng hình ảnh hoa trắng, mơ, mận, chứ không phải hoa đào cho những bức tranh chủ đề phong cảnh vùng cao. Không như sơn mài, Văn Bình sáng tác tranh sơn dầu không nhiều, tranh to càng hiếm. Trong tranh Mùa Sen ở Khiêm Lăng, ông sử dụng hoa sắc xanh tươi nhưng vẫn có những độ trầm nhất định. Hoa sắc này có gam tương ứng với bức Phong Cảnh Đền Hùng. Với sơn dầu, ông dùng mảng lớn, đơn giản, gợi khối, tạo chất vừa đủ, không nghĩ ngợi gì nhiều. Nét thoáng gợi hình, hoa sắc chuyển vừa đủ, có độ dung tự nhiên của cảm xúc. Cố đô Huế là nguồn cảm hứng vừa lãng mạn, vừa nên thơ, vừa hiện thực cho các sáng tác của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Các họa sĩ tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương vẽ về Huế khá nhiều, trong đó phải kể đến họa sĩ người Huế Tôn Thất Đào, tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa 8. Tôn Thất Đào yêu Huế, gắn bó với Huế, sáng tác về Huế giàu cảm xúc, nhiều yêu thương, trìu mến bao hàm các chủ đề phong cảnh, kiến trúc, con người, đời sống xã hội, mọi mặt của Huế, với ngôn ngữ đặc trưng Huế. Cùng nằm trong dòng chảy sáng tác về phong cảnh quê hương, Mùa Sen ở Khiêm Lăng của họa sĩ Văn Bình với hoa sắc xanh mát, khung cảnh mộng mơ, nơi lăng tẩm trầm mặc dưới tán lá xanh ngọc, như lắng lại một nốt nhạc mềm, êm dịu, du dương lòng người. Thank you.
Tiểu sử họa sĩ Văn Bình. Họa sĩ Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1917, mất năm 2004, bút danh Văn Bình, học trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, khóa 1938-1943. Hội viên Hội Nghệ sĩ Tạo hình Việt Nam và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội. Nguyên giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Có nhiều tranh được lưu giữ ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Châu Á Thái Bình Dương, Liên Xô cũ, Bảo tàng Châu Á Thái Bình Dương, Ba Lan. Sưu tập tranh của Tổng thống Sukarno, Indonesia. Sưu tập cá nhân trong và ngoài nước. Giải thưởng Sekiguchi, Nhật Bản, triển lãm duy nhất 1944, Salon Unique 1944, giải nhì triển lãm toàn quốc 1955, giải ba triển lãm toàn quốc 1958, giải thưởng họa sĩ cao tuổi của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam 1996, khen thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Huy chương vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam.